chúng ta xem cái nhà bếp của Đưa Siêu đây. Có bếp trưởng đang xác tịch. Đây nhân viên con cháu của Đưa Siêu. Rồi, nhìn lên chào mọi người đi mấy em. Hello. Welcome to Đưa Siêu. Rồi chúng ta xem cái bếp nướng thịt gà của Đưa Siêu. Ôi thịt gà bếp nướng của Đưa Siêu đây, chuẩn bị cho tối nay nè. Cơm lam gà nướng. Đây, và còn đây thì nằm trong cái chậu thịt gà chưa nướng, chuẩn bị tối nay nướng này cho khách đến chơi ăn. Rồi chúng ta sẽ ra ngoài xem cảnh bên ngoài. Cảnh bên ngoài vào buổi chiều trời đầy nắng thoáng mát. Trên kia chúng ta nhìn thấy một cái nhà sàn của thầy Lê Văn Anh và cô Hà. Rồi còn kia thì khách đang ngồi chơi. Rồi chúng ta sẽ đi thoáng qua một số cảnh quan, quay những cái bông hoa rất đẹp. Rồi nhà sàn của Đưa Siêu ở nhà rồng. Mọi người hay ngồi đây chụp ảnh nè, cùng Đưa Siêu mình cũng ngồi quay phim chỗ nhà rồng của Đưa Siêu. Chúng ta xem đồng ruộng của Đưa Siêu đây. Đây hồ, cảnh quan vào buổi tối rất là đẹp. Đây là sân khấu hai buổi diễn vào buổi tối đây. Rồi chúng ta xem Đưa Siêu đang sửa lại sân khấu. Đây sân khấu hồi đám cưới của em Điêu. Cảnh quan ban ngày đấy, giờ dỡ hết rồi sân khấu rồi. Anh nhìn em kia,
chẳng cần những lúc chưa.